đời như con nước đây đưa số phận về đâu, hận sao trao nhau bề giao lòng người tay đôi, buồn vui nước mắt trả dài nếu còn ngày mai, đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng mình. Đời như con nước đây đưa số phận về đâu, hận sao trao nhau bề giao lòng người tay đôi, buồn vui nước mắt trả dài nếu còn ngày mai, đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng mình, đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng mình. Em nói gì vậy? Em nói gì vậy? Quỳ bò hôn mướn là sao? Quỳ bò hôn mướn là sao? Tại sao lại vậy hả con? Em xin anh hãy buông tay em ra, đừng ép buộc em. Nếu anh cứ một mực ép em thì em sẽ chết cho tình nghĩa vẹn trọn. Vậy là sao? Ông ơi, thêm hai ơi. Tại vì hai biết là con thích anh Quân cho nên hai mới quỷ đám cưới đó. Quân ơi Quân! Gì Nam? Con có thấy thằng Quân ở đâu không vậy? Dạ không. Nó bỏ đi đâu từ sáng tới giờ mà nó không nói cho chị tiếng nào hết. Từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ vậy hết. Để con phụ với dì Nam đi kiếm anh Quân nha. Dì đi kiếm nó khắp làng rồi mà không thấy nó đâu hết. Hay là để con qua bên sông kiếm ảnh thử, lỡ ảnh đang nhậu với bạn bè ở bển thì sao? Còn gì? Dì sẽ chạy ra chỗ dịch thằng Tý. Còn nó có ngoài đó không? Dạ. Chào cậu. Dì Nam đi cẩn thận nha. Quân ơi! Anh Minh, bây giờ em phải phụ với dì Nam đi kiếm anh Quân đã. Quân ơi, hay là Quân, anh về trước đi nha. Đừng giận em, mình gặp sau nha. Nhưng mà nè, Quân quan trọng với em đến như vậy sao Ngọc? Còn anh, anh không có ý nghĩa gì đối với em hay sao? Buồn gì buồn mẹ ơi. Uống say là hết buồn à. Đúng mày. Tới dòng đứa nào vậy? Tới mày á. Tới tao á hả? Tao may mắn hơn mày nhiều. Đàn bà mà không có con này thì có con khác, đúng không mày? Ly này là tới mày đó, mày uống đi, xong rồi tao kể cho mày nghe cái chuyện tình của tao. Một năm trước á, con ghệ tao nó đá tao. Tao tưởng đâu tao đâu có gượng vậy nổi. Nhưng mà mày biết không, một tháng rồi tao quen em mới, trời ơi, tao mê một cái tao quên ngay con bồ cũ của tao. Đàn bà mà đâu có thiếu, uống say thì sẽ hết buồn thôi, phải không? Quên, quên thì quên. Anh em tốt. Ăn miếng đi mẹ ơi. Không mẹ quá mẹ ơi. Ngon ạ. Ê, chào em, tìm Quân hả? Ê, có người tìm mày kìa. Anh Quân. Anh uống cũng nhiều rồi, nghe lời em đi về đi. Dì Nam ở nhà đợi anh đó, đi. Anh không muốn về. Nói với má anh ngủ trước đi. Đừng đợi anh làm gì. Nếu mà anh không về á, lát nữa dì Nam qua đây liền á.
qua đây làm gì? Mấy anh, mấy anh nói với ảnh giùm em được không? Kêu ảnh về nhà đi, chứ má ảnh ở nhà lo lắm. Thì mà tao nghĩ tụi mình uống cũng nhiều rồi mày ha. Bữa khác anh em mình uống tiếp. Mày về thì tụi ta cũng về, tụi ta cũng mệt lắm. Đúng không? Được rồi, về thì về. Đi về. Để em dìu anh về nghe. Anh tự về được, không cần phải dìu. Nè, cẩn thận. Anh tự đi. Thấy mày đứng còn không dẫn nữa, mày đi về nổi không? Mày coi thường ta mày. Nè, có chừng. Trời đất ơi, có chừng đổ đồ của dị Tám hết quần ơi. Ngọc, nó đi về giùm Tám đi. Dạ, nó sai quá rồi. Lời ta. Nó làm gì ta? Lời ta. Muốn đi. Nè, có chừng. Cẩn thận đó. Anh tự đi được. Nè, uống chi mà cho sai dữ vậy không biết. Anh đi đâu vậy? Đi về. Nhà anh bên này mà. Bên bên phía này nè. Nhà mày bên đây mà mày. Bên đây. Cãi nó đi. Bên đây. Nè. Anh tự em về nha mấy anh. Tôi về nha Tám. Bay về. Tôi về nha. Mày về cẩn thận nha mày. Cẩn thận cứng thôi. Không Ngọc, mày dìu nó đi. Được rồi. Anh đang có tâm sự gì hả? Chả có tâm sự gì hết. Nhưng mà anh muốn uống với em. Em uống được không? Được chứ. Mời anh. Uống đi. Khi anh buồn, người anh tìm tới là em. Vậy mà cứ kêu là có người yêu rồi. Uống đi. Chị Năm ơi, chị Năm, có nhà không chị Năm? Ủa, cô sáng qua kiếm tôi có chuyện gì không? Nè chị, chị phải làm cái gì đi chứ? Không lẽ chị để nó quỷ đám cưới thiệt hay sao? Tôi biết làm gì bây giờ. Con Duyên nó quỷ đám cưới, bây giờ tôi mừng cái đám cưới cho ai đây? Trời ơi, chị phải nói cho nó hiểu. Đám cưới là chuyện quan trọng, chứ đâu phải muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Con Duyên nó là đứa cứng rắn, nó đã quyết định rồi thì làm sao tôi cản được chứ. Còn thằng Quân, nó cũng phải làm cái gì đi chứ. Thằng Quân nó vì chuyện này mà mấy bữa rày bỏ công bỏ việc, say xưa nhậu nhẹt. Tôi đang rầu thúi ruột đây nè. Trời đất ơi, sao má con chị nhu nhược quá vậy? Hay là mọi người cứ tổ chức đám cưới đi, tới bữa đó tôi bắt trói nó lại cho người khiêng qua đây. Hay là nè, chị kêu thằng Quân á cưỡng bức nó, tới lúc bụng mang dạ chữa, gạo nấu thành cơm rồi á thì nó đâu có trốn chúa lộn chồng được. Cô nói cái gì vậy? Má con tôi không có làm cái chuyện mà dơ bẩn nhục nhã như cô bày được đâu. Trời. Ủa mà sao cô làm gì săn sái với cái đám cưới này quá vậy? Tôi nhớ cái hồi mà tôi mới vừa qua dạm hỏi con Duyên cho thằng Quân thì cô đã nói là không liên can gì tới tụi nó nữa rồi mà. Thì tại vì tôi thấy bất bình cho má con chị quá, cho nên tôi mới nói vậy. Chịu mang ơn thôi. Thôi tôi đi về. Anh muốn về. Anh không muốn về. Đi về đi mà anh Quân. Anh không muốn về. Anh muốn ra. Thôi đi về đi mà. Ngốc. Anh sao vậy? Anh Quân xỉn rồi. Giờ anh lên xe để anh chở về cho. Tôi không muốn về. Dạ. Tôi không muốn về. Đi về đi anh. Tôi không muốn về. Đi về.
Tôi muốn nhậu. Mình chắc nghe. Dạ. Tôi không muốn về. Nhưng lại lại xuống không về. Cảm ơn anh đã giúp em đưa anh Quân về. Dạo này muốn gặp em thật là khó. Mỗi lần anh qua nhà tìm em, có khi thì em đang ở bên nhà của Quân, và có khi thì em bận đi tìm Quân. Anh Minh, em không nhớ em đã từng hứa với anh những gì sao? Em hứa là em sẽ giữ khoảng cách với người đó mà. Vậy tại sao em lại... Anh Minh, em xin anh hiểu cho em. Anh Quân ngoài là người em thương, còn là người anh thân thiết với em từ lúc nhỏ nữa. Em không thể bỏ mặc ảnh để anh xa đà như vậy được. Em không muốn nhìn ảnh đi vào vết xe đổ của tí em, cho nên em phải ngăn cản ảnh lại. Em không hiểu cảm giác của anh sao Ngọc. Em không biết là anh rất là buồn hay sao. Nhưng em biết phải làm sao bây giờ. Trong thời gian này em không thể nào bỏ mặc ảnh, không thể nào không quan tâm tới ảnh. Xin anh hiểu cho em. Anh Minh, nếu như anh có lòng tin ở em, em xin anh hãy cho em thêm một chút thời gian nữa. Khi nào anh Quân vượt qua cú sốc này, em hứa sẽ bù đắp cho anh. Em đã nói như vậy rồi, anh biết làm gì ngoài chờ đợi nữa chứ. Em cảm ơn anh. Uống vô thấy đã không bà? Trời nóng quá. Sao mà nóng quá trời. Ê bà, chị Sáng, cho họ thăm chút chị. Có chuyện gì thì nói lẹ lẹ đi, tôi còn phải đi công chuyện nữa. Hôm bữa nghe chị khoe đó hả, có con trai nhà giàu nào đó đi hỏi Ngọc, mà sao á hả, tôi thấy con Ngọc á nó cứ kè kè bên thằng Quân hoài vậy. Bộ con Duy nó trả rượu rồi hả chị? Chị gả Ngọc vô nhà đó hả? Nè, đừng có ăn nói bậy bạ, mất danh dự con gái tôi nghe. Con gái tôi thiếu gì con nhà giàu theo đuổi. Nó không bao giờ thèm lấy cái thứ nhà quê nghèo khó đó đâu. Sao? Chị tưởng chị cao sang dữ lắm hả? Mà chị chê nhà ta dữ vậy. Rõ ràng hôm bữa chính mắt tôi thấy nè, con Ngọc nó đi tìm thằng Quân khắp nơi luôn. Mỗi lần thằng Quân mà nó say rượu đó hả, thì chỉ có con Ngọc đưa nó về thôi. Mày đặt làm phắt. Tôi không rảnh nghe mấy bà ăn nói bậy bạ vậy đâu. Trời ơi, làm như bà cao sang lắm vậy đó. Nè, để tôi chống mắt tôi xem đó nha. Mai mốt hả, bà làm xui với loại người nào. Con mẹ đó hả, chảnh dễ sợ luôn hả. Thì bởi cái tánh mẹ vậy nên mẹ sống ở đây hả mấy chục năm nay rồi. Mà có ai ưa tới cái mặt mẹ đâu. Bởi vậy thiệt chán thiệt. Không được, mình phải nói chuyện dứt khoát với Ngọc. Đúng rồi, mình phải nói. Em ơi, tính tiền. Duyên, mày lại đây tao biểu. Dạ. Mày, tao đưa ông tay áo. Mày nha, con Ngọc nó làm mày chứ tao không làm mày nha.
Tao nhìn thấu tận tâm can mày. Mày cố tình để con ngồi phía thằng Quân để mày cướp thằng bên trên tao nó đúng không? Mày, mày ghen, ghen ha. Má ơi, má. Mày đánh con đúng không? Mày đi lấy thằng Quân. Đi lấy liền. Bà, bà bình tĩnh đi mà bà. Dừng tay, đừng đánh nữa mà bà. Con cầu xin má. Thật ra là em Ngọc yêu anh Quân. Con không thể nào cướp đi hạnh phúc của em gái mình được. Con xin má mà má. Con xin má. Mày, mày đã cướp má đi. Bà gà, bà gà, bình tĩnh đi mà bà. Em có sao không Duyên? Bác bình tĩnh đi bà. Em có sao không? Duyên, 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 cố gắng lên, anh sẽ đưa em đi nhà thương. Cố lên, cố lên. Con xin lỗi bác. Cố gắng lên em. Lên xe. Ơi, sao con không nghe lời má chứ? Tại sao con không nghe lời má? Duy thấy trong người sao rồi? Em không sao đâu, cảm ơn anh Minh nhiều lắm. Bác sĩ nói là vết thương của cô thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà cơ thể của cô đang bị suy nhược, cô cần phải chăm sóc cho bản thân của mình nhiều hơn, nghe chưa? Em không sao đâu, bây giờ em thấy cũng ổn rồi. Anh Minh về đi, bây giờ cũng trễ rồi, chắc là ba má anh Minh cũng mong lắm. Nếu về thì tôi sẽ đưa cô về. Giờ này đâu có xe cộ gì đâu mà cô về chứ. Bây giờ em không muốn về nhà đâu. Em sợ má còn đang giận. Em sợ lắm. Cô không về nhà lúc này. Vậy ở thị xã cô có người quen không? Tôi sẽ đưa cô tới đó. Ngoài anh ra em không có quen ai hết. Nhưng mà em không sao đâu, anh yên tâm đi. Tối em sẽ ngồi ở đây đợi nè. Rồi khi nào trời sáng má em bớt giận em sẽ về. Trời đất ơi, sức khỏe cô đang yếu, sao cô ngồi đây tới sáng được? Em không sao đâu mà, anh đi về đi. Thôi được rồi, nếu như cô không muốn về, vậy tôi sẽ kiếm một nơi nào đó đàng hoàng cho cô nghỉ ngơi nha. Hả? Vậy mình đi. Trời ơi là trời, sao con ngu quá vậy Ngọc? Con để cho con Duyên nó cướp thằng Minh như vậy sao? Má, anh Minh đâu phải là tài sản riêng của con đâu, mà má nói hai cướp này cướp nọ. Hai cũng kêu má bằng má, mà sao con thấy má không thương hai gì hết trơn à? Từ lúc nhỏ cho tới lớn, con thấy lúc nào má cũng la mắng đánh đập hai hết. Má thấy không? Bây giờ má đánh hai, hai bỏ đi đâu còn chưa biết kìa. Con đang lo muốn chết mà má cứ ngồi càm ràm hoài à. Con ơi là con, sao con không có tin má gì trơn vậy? Giả như lúc nãy ha, con thấy ánh mắt dữ dằn của nó đi rồi con biết. Má biết là nó đang đóng kịch. Nó cố tình đeo bám thằng Minh. Không chừng giờ này nói với thằng Minh. Má đừng có gieo tiếng xấu cho hai nữa, con không có muốn nghe đâu. Má lo cho con, con nỡ đối xử với má như vậy sao Ngọc? Đời má coi như là bỏ rồi. Má chỉ mong con được sung sướng hạnh phúc. Má muốn tốt cho con, mà con nỡ lòng nào nói ra những lời lẽ như vậy với má hả Ngọc? Má, con xin lỗi má. Con không có cố ý đâu má. Má đừng giận con nghe. Nghe má nghe. Duy thấy phòng này được không? Sao anh dẫn em tới chỗ sang trọng vậy? Có gì đâu,
Miễn sao á Duy cảm thấy thích là được rồi. Duy thấy sao? Ở đây đẹp lắm. Nè, đây là chìa khóa phòng, Duy giữ đi. Duy nghỉ ngơi đi nghe. Bây giờ tôi đi về, sáng tôi tranh thủ lên sớm đón Duy về nhà. Anh Minh. Duyên cần gì nữa hả? Ngủ ngon nghe. Anh ở lại với em được không? Em thấy sợ lắm. Em xin lỗi. Em không kiềm chế được tình cảm của mình. Em muốn anh ở lại hay sao? Anh anh xin lỗi. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Nhưng mà là do em tự nguyện đến với anh mà. Anh đừng có lo lắng gì hết. Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì việc này đâu. Em không cảm thấy hối hận khi trao đời con gái cho anh sao? Em vô cùng hạnh phúc. Em có cảm giác ông trời đã sắp xếp cho anh gặp em. Bằng chứng là anh luôn có mặt kịp thời để cứu giúp em. Và em cũng không thấy ngại. Khi em biết anh đã từng dành rất nhiều tình cảm cho con. Vì em biết trong trái tim Ngọc chưa bao giờ có hình bóng của anh hết. Em không mơ ước gì cao xa. Em chỉ muốn như vậy thôi, là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thank you.
Đào ơi, Đào. Dạ. Vô tao biểu. Dạ bà. Dạ, bà gọi con hả bà? Ờ, cậu hai tối hôm qua về trễ lắm phải không? Dạ, cậu hai... Gì vậy? Cái gì mà ấp áp cũng vậy? Sao? Cậu hai đi từ tối hôm qua giờ chưa về bà. Cái gì? Đi từ tối hôm qua tới giờ chưa có về? Dạ. Thằng Minh đêm qua không về nhà sao? Anh có biết nó tiếp khách nào không vậy? Thì chiều hôm qua là đã xong công việc hết rồi. Nó nói với tôi là đi uống cà phê với bạn rồi tối nó về. Làm tối hôm qua tới giờ tôi cứ tưởng nó trong phòng không chứ. Cái thằng này thiệt quá đáng lắm rồi. Nó đi qua đêm mà cũng không cho cha mẹ biết nữa. Lần này anh đừng có cản em nữa à. Lần này em bắt buộc nó phải cưới vợ. Cưới vợ xong rồi em giao cho con vợ nó quản lý nó. Chứ em thì em mệt mỏi với nó lắm rồi đó. Lần này thì tôi ủng hộ bà. Tôi cũng muốn có tiếng trẻ con ở trong nhà dữ lắm rồi. Chuyện này để em lo cho. Anh có vô nhà được không vậy? Hay là để hôm khác nha. Bây giờ anh phải về nhà. Rồi anh phải chuẩn bị đi làm nữa. Dạ. Anh đi nghe. Anh đi. Con kia, mày đứng lại đó. Má kêu con. Đêm qua mày đi đâu? Mày làm gì? Thì má cũng biết rồi đó. Hôm qua má đánh con, rồi anh Minh chở con vô bệnh viện chăm sóc cho con. Chỉ có vậy thôi à. Đáo để lắm. Mày dám dở trò để mày quyến rũ thằng Minh phải không? Má, chính má là người đánh con. Mà bây giờ má kêu là con dở trò là sao hả má? Mày dám trả treo mỉa mai tao hả mày? Mày quá lắm rồi. Bữa nay tao đánh cho mày chết. Coi coi có thằng nào dám tới đây cứu mày hay không. Bà tưởng tôi còn là đứa trẻ để mặc bà muốn ức hiếp lúc nào thì ức hiếp sao? Tôi nói cho bà biết, kể từ bây giờ tôi cấm bà đụng tới tôi. Má ơi, hai về rồi. Má, con xin lỗi má. Má đừng có đánh con mày. Hôm qua má đánh con đau quá. Má, má làm gì vậy? Con xin má đừng có đánh hai nữa mà. Sao má đánh hai hoài vậy? Con còn binh vực cho nó nữa hả? Suốt đêm qua nó ở bên cạnh thằng Minh, còn sáng mắt ra chưa? Còn thấy má nói có sai không? Hai, hai đi vô trong đi. Nghe em đi vô trong đi. Má, con nói với má hết lời rồi. Mà sao lúc nào má cũng vậy hết trơn vậy má? Con cam tâm để nó cưới thằng Minh của con hay sao? Con đã nói với má bao nhiêu lần rồi. Con với anh Minh chỉ là bạn bè thôi hả? Việc ảnh làm cái gì, đi với ai, đó là chuyện của ảnh. Không có liên quan gì tới con hết á. Nhất là trong khi ảnh còn phụ con chăm sóc cho hai như vậy nữa. Má, nếu như má thương con xin má đừng có gây khó dễ gì cho hai hết trơn á. Con không có muốn sống trong một ngôi nhà mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng la rầy mắng chửi đâu. Nè, má lo cho con mà con đối xử với má như vậy hả Ngọc? Trời ơi. Mỗi lần nhìn thấy má yêu thương chăm chút cho Ngọc, em khao khát được nằm trong vòng tay ấy, được má gọi một tiếng con gái. Nhưng mà khao khát thì chỉ mãi mãi là khao khát.
Em đã cố gắng hết sức làm mọi thứ để cho má hài lòng, nhưng cho dù em làm gì đi chăng nữa thì má cũng không có thương em. Em rất là buồn, nhưng em không bao giờ trách má. Có lẽ số em nó như vậy rồi, sinh ra để nhận lấy thiệt thôi. Rồi ông trời sẽ bù đắp cho em. Chắc chắn sau này em sẽ được hạnh phúc. Ngay lúc này đây, em ở bên cạnh anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Từ nhỏ tới lớn, em chưa biết hạnh phúc là như thế nào. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Mình không thể để cô gái tội nghiệp đó chịu thêm bất hạnh nữa. Nhưng mà... Minh à, mẹ vô được không con? Dạ. Dạ mẹ vô đi. Con. Đêm hôm qua con đi đâu mà không về nhà hả? À, dạ. À, tối hôm qua con đi tiếp khách. Con uống cũng nhiều cho nên con xỉn. Rồi con ngủ nhà bạn luôn. Bạn nào mà không dám nhấc cái điện thoại để điện về cho mẹ? Ờ, tại vì hôm qua con xỉn quá. Thôi, con xin lỗi mẹ mà. Con á, ngày càng tác tệ. Mẹ quản lý con không nổi nữa rồi. Cho nên mẹ đã bàn với ba con là phải cho con cưới vợ năm nay. Trời đất ơi, cái gì vậy mẹ? Cưới vợ chứ đâu phải là mua món hàng ngoài chợ đâu mà muốn cưới là cưới mẹ. Mẹ đã đi xem thầy rồi. Tuổi của con á, lấy vợ năm nay thì rất là tốt. Minh à, ba mẹ hiếm muộn chỉ sanh ra có một mình con thôi à. Nào giờ vẫn luôn mong con khôn lớn, cưới vợ sanh con để cho ba mẹ có cháu ẵm bồng. Nghe lời mẹ cưới vợ đi con. Nhưng mà mẹ à, cho con xin đi. Cưới vợ cũng cần phải có thời gian, chứ đâu phải là muốn món hàng ngoài chợ đâu mẹ. Vậy ra là con nói con có người yêu là con gạt mẹ đó phải không? Nhưng mà không sao, chưa có người yêu thì cũng tốt thôi. Mẹ sẽ chọn cho con. Con không thích người phụ nữ tân thời phải không? Thích nét đẹp truyền thống với gì đúng không? Phải không? Được. Để mẹ tìm người có nét đẹp truyền thống cho con nha. Mẹ ơi, cưới vợ là cưới cho con, là con chung sống với người đó suốt cả cuộc đời đúng không? Như vậy á thì con là người lựa chọn chứ mẹ. Minh, mẹ đã chiều theo ý con, mẹ đã cho con một thời gian. Nhưng tới giờ này con vẫn chưa chịu đưa bạn gái về ra mắt với ba mẹ. Con còn để cho ba mẹ chờ đợi tới bao giờ nữa hả Minh? Thôi được rồi, con hứa với mẹ là con sẽ cưới vợ trong năm nay. Nhưng mà con có một điều kiện. Người vợ đó là phải chính con lựa chọn nha. Con sẽ dẫn về ra mắt ba mẹ trong một thời gian sớm nhất. Con hứa câu này bao nhiêu lần rồi? Mẹ có nên tin con thêm một lần nữa hay không? Rồi, lần này là con nói nghiêm túc. Được, mẹ tin con lần cuối. Nếu con không thực hiện được á, thì con phải làm theo sự sắp đặt của ba mẹ. Đồng ý không? Sao? Được rồi, đồng ý. Mệt quá. Hai, để em làm phụ hai nhé. Thôi được rồi, để hai tự làm. Hai, hồi tối hôm qua anh Minh ở trong bệnh viện với hai suốt hả? Hôm qua chị có nói anh Minh về đi,
Nhưng mà anh Minh không chịu. Anh Minh nói là anh không có yên tâm khi để một mình chị ở trong bệnh viện. Em đừng có giận chị nha Ngọc. Trời ơi, sao mà em giận chị được. Em còn mừng nữa là có anh Minh ở trong bệnh viện với Hai á, làm em yên tâm hơn. May á là anh ở trong bệnh viện với Hai á nha. Nếu mà anh không ở hả, em nghỉ chơi với anh luôn á. Vậy em không sợ chị cướp mất anh Minh như lời cảnh báo của má em hả? Má lớn tuổi rồi, thích nói gì là nói à. Hai, Hai đừng để bụng nghe. Với lại em với anh Minh cũng đâu có gì đâu, chỉ là bạn bè thôi à. Anh đâu phải là của riêng em đâu mà sợ với không sợ. Em nói vậy là em không yêu anh Minh. Thiệt ra là em cũng có một chút tình cảm với ảnh. Nhưng mà nếu nói đây là yêu á thì không phải. Như vậy được rồi, chị cứ sợ em giận anh Minh, như vậy tội nghiệp ảnh lắm. Trời ơi, sao mà em giận ảnh được chứ. Vì má của em á mà Hai mới phải vô bệnh viện. Em không lên đó với Hai được á là em cảm thấy có lỗi lắm rồi. Có anh Minh ở trong bệnh viện với Hai á, em không cảm ơn ảnh thôi, làm sao giận ảnh được. Hai đừng có buồn với đừng có suy nghĩ gì nữa nha Hai. Hay là em vô nhà hả, phụ Hai bắt nồi cơm lên nghe. À Ngọc. Dạ. Sao Hai? Anh Quân sao rồi? Ảnh thì vẫn vậy đó Hai. Ngày nào cũng nhậu nhẹt từ trưa tới tối hết. Còn chuyện nhà cửa ruộng vườn bỏ mặc hết cho dì Năm rồi. Hai, hay là Hai thử gặp ảnh rồi nói chuyện với ảnh thử coi sao. Biết đâu ảnh chịu nghe lời Hai. Không có được đâu em. Chị đã quyết định là dứt với anh Quân. Bây giờ mà gặp gỡ dùng dặn tới lui nữa, chị làm như vậy khiến anh Quân đau khổ thêm thôi. Chị bằng thì để anh tĩnh tâm đi, chị gặp chị nói chuyện với ảnh. Ngọc à, thời gian này chỉ có em mới có khả năng giúp cho anh Quân đứng dậy. Em cũng đã thử cố gắng rồi nhưng mà hình như không có kết quả. Em cứ kiên trì nha. Dù sao em cũng có tình cảm với anh Quân. Chị tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà. Nha. Nhưng mà Quân à, nhìn con như vậy mà đau lòng lắm. Con Duyên này nó tệ thiệt. Tại sao nó lại làm mọi chuyện ra nông nỗi này chứ? Má đừng trách Duyên. Duyên không có lỗi. Vậy không lẽ con đã làm gì có lỗi với con Duyên sao? Vậy sao con còn bính nó? Nó nói dứt là dứt cái mộ,
không thèm bước chân qua bên này. Má nói thiệt, bình thường má không có ưa bà Sáng, cho nên má cũng không ưa luôn con Ngọc. Nhưng trong thời gian qua, nếu như không có nó thì má cũng không biết phải làm sao nữa. Những lần con say xỉn, té bờ té bụi, thì một tay con Ngọc đi tìm con, rồi đưa con về với má. Trong khi con Duyên, nó có thèm quan tâm gì tới con đâu. Sao con cứ phải khổ sở vì nó hoài vậy? Vậy là má không hiểu Duyên rồi. Duyên cố tình làm như vậy để rời xa con. Nhưng con biết, thật tình Duyên cũng không sung sướng gì đâu. Vậy thì tại sao nó phải làm như vậy? Ai ép buộc nó? Từ nhỏ tới giờ, tính Duyên là như vậy. Dù có yêu thích một thứ gì đó đi chăng nữa thì Duyên vẫn giữ trong lòng má. Má biết, má biết là vậy. Nhưng mà má nhìn con cứ như vậy hoài thì má lại giận con Duyên. Má đừng trách Duyên, Duyên không có lỗi, con mới là người có lỗi. Tại vì con không vượt qua được cú sốc như vậy. Bây giờ con cũng không biết làm sao nữa má ơi. Con cũng không biết phải làm sao nữa má. Đã 2 ngày rồi mà anh Minh không tới tìm mình. Có khi nào... Không đâu, không thể nào đâu. Rõ ràng là anh ấy rất vui vẻ, rất xúc động khi ở cạnh mình mà. Mình phải làm sao đây? Tất cả mọi chuyện là do lỗi của em. Nếu như anh muốn đánh, muốn chửi em gì cũng được hết á. Chỉ xin anh đừng có tự hành hạ bản thân mình như vậy. Em không có nỡ lòng nào nhìn anh ra nông nổi như vậy. Anh có hiểu không anh Quân? Nghe tin con Duyên đi lấy chồng, con sẽ ra sao đây? Anh Quân! Đó, tránh ra. Anh Quân! Nè, có chừng. Không cần. Sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét. Sống chung một nhà, sao mà máu chảy không đau. Phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ. Mau mủ gì đâu để ai phải thêm bận lòng. Tuổi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt. Ngước lên hỏi trời sao đành tạo hóa ra chi. Sống sao cho vừa lòng người dù bao gian khó. Tiếng ai nỉ non từng đêm khóc trong hiu quạnh. Đời như con nước đây đưa số phận dễ đau. Hận sầu trao nhau bề dâu lòng người tay đôi. Buồn vui nước mắt trả dài nếu còn ngày mai. Đành xin gửi lại giọt lệ tiếc nuối xót xa riêng.